Em xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom ô tô cũ Top Ca, địa chỉ 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Em là Huy, em hôm nay em xin phép lên sóng là giới thiệu với quý anh chị một mẫu xe bên em mới về. Đây là một chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2018, model 2019. Đấy. Đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Và hiện tại chiếc xe này thì bên salon em đang chào bán là ngoài 1 tỷ 9 một chút ạ. Một chiếc xe Ford Explorer màu trắng, nội thất đen, cực đẹp. Và hôm nay em xin phép gọi là giới thiệu sơ qua phòng về ngoại thất và nội thất của chiếc xe này cho quý anh chị. Và chiếc xe này thì được trang bị đèn full LED cực đẹp. Đấy, đèn full LED. Trang bị cả cam 360 quý anh chị nhá. Động cơ 2.3 EcoBoost, máy xăng. Đấy. Bộ la răng là 20 inch. Cực to, rộng rãi. Đấy. Chiếc Explorer này được trang bị gương cập chỉnh điện và gương xi nhan báo rẽ tích hợp ở trên gương. Đấy. Về tổng quan thì bên em thì theo cảm nhận thì cái chiếc xe này còn rất là mới. Sơn xi nó còn zin tới tận khoảng tầm 95% của con xe. Chiếc xe này hiện trước khi về bên salon em đã được bên em kiểm định rất là kỹ càng. Chiếc xe thì bên salon em đã cam kết cho quý anh chị là xe không tai nạn, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên zin nguyên bản. Đấy. Chiếc xe này mới chạy vừa có hơn 3 vạn rồi quý anh chị ạ. Đấy. Chiếc xe này được trang bị gọi là cốp điện, một nút bấm là quý anh chị không phải kéo tay như trước nữa. Đấy, cốp điện, ghế gập chỉnh điện. Đấy. Đấy, em xin quay. Đấy, ghế chỉnh điện hết quý anh chị ạ. Đấy. Rất là chất. Đấy. Con này được trang bị điện hết. Em xin cam kết với quý anh chị là keo chỉ con này là nguyên zin 100%. Đấy, chưa va quệt nặng gì cả. Sơn xi vẫn còn rất là mới. Đấy. Riêng bờ dòng Explorer được trang bị là bậc lên xuống, là khi mình mở cửa ra là nó sẽ tự buông xuống cho quý anh chị. Đấy. Con này thì được trang bị hai màn hình gối ở sau, tổng cộng là 3 màn hình, 2 cửa sổ chơi. Đây, để lên mở cửa sổ chơi cho. Hai. Hai cửa sổ chơi quý anh chị ạ. Đấy. Nội thất con này thì quá là mới. Vào trong quý anh chị có thể ngửi đi. Khi đến xem xe thì quý anh chị có thể nhìn được cái độ mới của chiếc xe. Đấy. Con này thì được trang bị là khóa thông minh, có thể hiện thị mật khẩu ở trên này. Đấy. Nhưng mà con này hiện tại thì bọn em đã xóa mật khẩu rồi. Đấy. Để mà keo chỉ con này thì rất là dễ nhìn, bởi vì nó chỉ gọi là gập một cái nếp của nó vào đây thôi. Nếu mà bị va chạm cái gì là biết ngay. Đấy. Đấy, con này được trang bị gọi là hai ghế điện và nhớ ghế ba vị trí luôn ạ. Đấy. Ghế con này cũng còn rất là căng mà mới. Nhìn bên trong rất là sang ạ. Cửa gió điều hòa. Loa trung tâm và con này được trang bị là trang bị
sấy ghế, làm mát ghế. Sinh ba vô lăng tích hợp. Loa con này thì nghe cực phê luôn. Con này thì được trang bị là 12 loa. Đấy. Rất nhiều chế độ lái cho quý anh chị để có thể lựa chọn. Đấy. Cốp để tay rất là rộng ạ. Chiếc xe này mới có lăn bánh 3 vạn là quý anh chị ạ. Mới cực luôn. À, sang đây em xin quay cái phần động cơ cho quý anh chị xem luôn. Đấy. Con này được trang bị cam 360 quý anh chị nhé. Động cơ 2.3 EcoBoost cực mới á. Đeo chỉ các kiểu là nguyên zin hết. Phải nói là siêu mới luôn. Con này thì bên em vẫn hỗ trợ trả góp cho quý anh chị được lên tới 70% giá trị xe nhá. Đấy. Vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua về một vòng ngoại thất và nội thất của chiếc Ford Explorer này cho quý anh chị. Và em xin đọc lại thông số chiếc xe này cho quý anh chị là đây là chiếc Explorer sản xuất năm 2018. Model mới 2019, động cơ 2.3 EcoBoost và đăng ký tên tư nhân biển thành phố. Hiện tại thì salon em đang chào bán là ngoài tỷ 9 một chút. Đấy, quý anh chị mà thiện chí mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em hoặc là đến đây gặp em Huy ở 399 Nguyễn Xiển. Em xin kính chào quý anh chị ạ.